Vâng, xin chào các bác. Đã rất lâu rồi tôi mới lại có sản phẩm loại loa này. Và đây là những đôi loa karaoke là tôi thích bán số 1 luôn. Tôi bán rất nhiều loa karaoke, nhưng mà đây là loại mà tôi rất thích bán. Bởi vì sao? Bởi vì nó là loa xịn của Anh Quốc, hàng chính hãng, mà giá rất là phải chăng, gồm 2 bát 20, 2 tép. Những loa này thì tôi năm nay tôi bán chắc tầm phải 70 đôi loa này rồi. Nhưng mà nó cứ theo từng đợt. Mỗi đợt lấy về được khoảng 10 đến 20 đôi. Nhưng mà bán xong thì lại hết. Và khoảng vài tháng sau thì mới có tiếp hàng. Tưởng như là từ bây giờ đến Tết là không có hàng, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn nhập được vài đôi về. Và vừa lấy về chiều nay, tôi đợt này lấy được 9 đôi 3190 này. Nên đây tôi mới bóc ra tầm 3 đôi để quay lên giới thiệu các bác. Loa này có cấu hình rất khỏe luôn, 2 bát 20 và 2 tép. Mặt tiền của mỗi loa là đều có 1 bát 1 tép và lỗ thông hơi. Còn bên cạnh thì là 1 bát và 1 tép ở hai bên đầu từ. Và rất nặng nha, một đôi này nặng gần 40 cân. Cấu hình rất khủng, phân tần trong rất là chắc chắn, rất là chuyên nghiệp, đẹp. Loa này rất gấu, bát cực kỳ khỏe luôn. Tôi đã bán cực kỳ nhiều loa này và gần như là nói luôn là không có hàng để bán, bởi vì khách hàng quá là ưa chuộng và bán xong là hết hàng, là không có. Nó lấy theo đợt. Bát gân xoắn, gân cao su, gân này còn rất tốt. Bác dùng vài chục năm nữa vẫn không bị mục. Vô tư nhá. Còn màng là màng giấy sần, nó làm sần. Cả rốn cũng sần, đặc thù loa này vậy. Waffle Depp của Anh Quốc. Tép và bát cực kỳ hay luôn. Bát đánh rất nặng. Hai tép thì nó thừa tép luôn. Có nghĩa là đầy đủ các tiêu chí về loa, về âm thanh. Nghĩa là rất nhiều tép, rất nhiều bát. Quan trọng nhất là phải có bát có tép nhiều. Thì mình không thích bát tép nhiều thì mình chỉnh ở trên âm ly, vặn bớt nó đi. Điều đấy. Đấy. Tép đây, một đầu có tép này, một đầu bát này. Và này lấy được 9 đôi. Xin nhắc rằng 9 đôi này tôi bán chắc chỉ vài 2-3 ngày hết sạch. Bởi vì cái loa này nếu ai đã được biết hoặc là chơi rồi thì nó cực kỳ phê luôn. Rất là chất lượng, mà giá nó rất mềm. Phải nói là những đôi loa Bow của Mỹ ấy, thua xa về chất lượng những đôi loa này. Như Bow thì nó có giá đắt hơn gấp đôi. Bởi vì sao nó đắt gấp đôi? Bởi vì nó thương hiệu từ ngày xưa. Những cái loa này thì nó không có quá nhiều ở Việt Nam. Nên những ai biết được rồi thì là mới chơi được, mới cảm thấy hay. Còn những đôi loa Bow hoặc cũng như là âm đi Jaguar, nó là hàng thương hiệu rồi, thì ngoài giá trị của sản phẩm thì mình đều phải mua giá trị thương hiệu nữa. Giá trị sản phẩm 1 thì có khi các bác phải mua giá trị thương hiệu 2 nha. Đây là thông số kỹ thuật. 4 ohm 350W England. Loa Anh Quốc thì nó thường 4 ohm các bác nha. Loa góc cạnh còn rất mới và đẹp. Đều là hàng tuyển chọn tất. Tưởng chừng như không có hàng từ bây giờ đến Tết, nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy được vài đôi. Xin nói là những loa này thì gần như chỉ có tôi bán ở thời điểm này ở tại miền Bắc. Bởi vì tôi bao trọn là không có người khác lấy được hàng này. Hai bát 20, loa rất nặng. Và đặc điểm của cái loa này là nó khỏe, bát nó khỏe, nên đòi hỏi những cái âm ly công suất lớn mới đánh được. Giả sử là âm ly 506 hoặc là chẳng hạn như con BTS của tôi này, BTS Hàn Quốc này, nó chạy 16 sò thì nó mới kéo, nó mới ra được cái chất loa. Còn tất nhiên là âm ly 203 đánh cũng được, nhưng mà đánh một đôi thì vừa, nhưng mà muốn đánh hay ấy, thì phải dùng những con BTS này hoặc con Jaguar 506 hoặc cục đẩy. Bởi vì những con âm ly công suất nó lớn thì nó mới khai thác được cái chất của cái loa. Khai thác được làm sao? Gọi khai thác. Khi đấy đánh cái loa nó mới rung ra rung vào thì nó mới thể hiện được cái chất của loa. Còn khi mình mở tiếng loa nó chưa rung được loa thì cái bát đấy nó chưa có tác dụng. Nghĩa là nó mới có tiếng thôi, còn nó chưa ra được cái hết của cái sức mạnh của cái bát. Vâng, cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngay trên trục đường Lê Trọng Tấn hoặc là đường Quang Trung. Đường Quang Trung là tuyến đường có tàu điện trên cao, ngay ngã tư Văn Phú. Các bác có thể đến tận cửa hàng tôi hoặc là
chuyển tiền đặt cọc khoảng 2 triệu là tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Những đôi loa này tôi bán giá là 6,7 triệu đồng một đôi. Hàng đẹp long lanh các bác nhá. 6,7 triệu đồng một đôi loa rất chất luôn. Chỉ bán giá cao hơn loa Nhật khoảng có 1 triệu hoặc 500 thôi. Vì những đôi loa Nhật Bass 25 mà tôi bán B&B chất âm thua xa, nhưng mà cũng bán đến giá 6 triệu rồi. Bởi vì nó thương hiệu. Tất nhiên nó cũng hay, nhưng mà để so với cái loa này thì nó không hay bằng. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi.